Xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem từ vi 12 con giáp thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm Tân Sửu Ngày này là ngày giáp thân tháng Tân Mão năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bảo quang, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ tư mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, Tuyền trung thủy, ngày giáp thân, tức chi khắc can, nghĩa là kim khắc mộc, và ngày hôm nay là ngày hùng. Vài nạp âm, Tuyền trung thủy, kỵ tuổi, mậu dần, bính dần, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tí, bính thân, mậu ngọ, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi mậu dần, bính dần, canh ngọ, canh tý, tuổi xung trong tháng, tuổi quý dậu, kỷ dậu, ất Sửu ất mùi. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức tốt mọi việc sao nguyệt đức tốt mọi việc sao thiên quý tốt mọi việc sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã tốt cho việc xuất hành giao dịch mua bán ký kết hợp đồng cầu tài lộc sao nguyệt giải tốt mọi việc sao giải thần đại cát tốt cho việc tế tự tố tụng giải oan trừ được các sao xấu sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao bạch hổ, kỵ về an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc tài thần hướng đông nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày tìm thấy được nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm khi mà bạn mệnh tuổi Tý nhận được những lời tỏa tình từ người khác phái có điều mọi thứ đến khá nhanh khiến cho bạn tuổi Tý có phần hơi ngỡ ngàng. Bạn tuổi Tý chưa tìm được cách để có thể tìm ra đâu là người thực sự phù hợp với mình. Tam hợp quý nhân sẽ giúp cho bạn phần nào trong chuyện tình cảm này để bạn có thể lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình mà không bộ lỡ đi nhân duyên đến. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh với những nỗ lực của bạn trong công việc từ trước đó tới giờ lại không đem lại cho bạn hiệu quả như mong muốn cho nên với bạn tuổi tí có phần buông xuôi buồn chán không muốn tiếp tục cố gắng nữa dễ dạ vì thế mà hiệu quả công việc của bạn bị giảm sút vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim tình duyên vượng sắc sẽ tìm được người thương tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy công việc bất ổn có nhiều nút thắt tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa cần phải bình tĩnh để giải quyết những vấn đề phát sinh tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ nên đào sau tìm hiểu thay vì bỏ. từ bỏ tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi sửu xem tử vi cho thấy bạn tuổi sửu đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh mang đến cho bạn tuổi sửu đang có được nhiều động lực để có thể phát triển tốt hơn trên con đường sự nghiệp với mình xỉu, bạn tuổi sửu bạn biết biết cách để mình trở nên nổi bật hơn trong mắt cấp trên để cấp trên trao thêm cho nhiều cơ hội thăng tín hơn Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ sinh xuất cho kim, cho nên với bạn đang gặp nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm. Bạn tuổi Sửu chưa biết làm như thế nào để có thể khiến cho người ấy gật đầu ưng thuận và trở thành một nửa của mình. Và trong ngày này, đối với những cặp vợ chồng thì cần phải bình tĩnh để không mắc phải sai lầm khi cả hai cùng đang trong cơn nóng giận đến bắt đũa cũng còn có lúc xô sát nhau. Vì thế, chuyện bạn và người ấy mâu thuẫn cũng không có gì là quá lạ lùng. Vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim, công việc được thuận lợi, dễ bề, thăng tín. Tử vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy, tình cảm không thể nào gượng ép, từ vi tuổi kỵ sửu thuộc mệnh hỏa hãy cố gắng để bày tỏ tình cảm của mình từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ đừng từ bỏ quá dễ dàng từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc mọi thứ đều có lý do riêng của nó vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần, xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi, cho nên khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Bạn tuổi dần muốn giải thích thì lại càng gây thêm nhiều hiểu lầm sâu sắc giữa bạn và người ấy. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi dần, lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, mang đến cho bạn tuổi dần đang có được nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Với bà tuổi dần, không cần phải cố gắng quá mức về việc tìm kiếm tài lộc, sẽ có người sẵn lòng giúp đỡ, mang đến cho bạn có được nhiều cơ hội để kiếm tiền trong ngày hôm nay. Cái nguồn tài lộc của bạn tuổi dần trong ngày này đến chủ yếu từ nghề tay trái. Bạn tuổi dần vốn dĩ là người đa tài, lại có nhiều tham vọng nên bạn sẵn sàng chịu khổ cực để có được những điều mình muốn mà ở đây là tiền bạc có được về cho bạn về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tiền bạc dễ kiếm được hơn bình thường tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa mâu thuận phát sinh càng ngày càng lớn tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ không thể nào đảm bảo được mọi chuyện đều như ý muốn tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc cần phải chấp nhận hiện thực và tìm cách để cải thiện tốt hơn tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim đừng có để cho mình lạc bước Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu điên, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ ba ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc nhờ bạn đang có được nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính của mình bạn tuổi mão bạn đang có ý định định hướng cho riêng mình và không mất thời gian cho những việc vô bổ nữa và trong ngày thứ ba này với bà tuổi mão lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Có thể với bà tuổi mão đang gặp nhiều may mắn về chuyện tiền bạc nhưng lại không được may mắn như thế trong chuyện tình cảm khi mà mối quan hệ của bạn đang đứng trên bờ vực tan vỡ có thể đối mặt với những chuyện chia tay bất cứ lúc nào nữa. Với bạn tuổi mão, bạn cần phải dẹp bỏ cái tôi của mình. Đừng có để cho lòng tự trọng lấn át hết cả cảm xúc, khiến cho những mâu thuẫn ngày càng gay gắt, hiểu lầm càng ngày càng sâu sắc mà không được giải quyết kịp thời. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, cảm xúc quá lớn khiến cho nhiều quyết định mang tính cảm tính. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, thu nhập được dồi dào, không lo tống thiếu, tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ, tiền bạc đến chủ yếu từ công việc chính, tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, có nhiều vấn đề cần phải bàn bạc giải quyết, tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, tình duyên kiếm sắc, dễ sinh tan vỡ. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thìn, xem tử vi cho thấy bà tuổi thìn đang có được báo hiệu trải qua một ngày gặp nhiều may mắn nhờ có tam hợp cục ở bên chia chở con đường tình duyên được vượng sắc con đường công danh cũng được thăng hoa như ý bản mệnh tuổi thìn thực sự đang ở trong vận đỏ các chuyện tình cảm lứa đôi đang trên đà được thang tín, người ấy đã dần dần đốn nhận bạn. Với bạn tuổi thìn, cần phải kiên trì và thể hiện sự chân thành của mình nhiều hơn nữa. Chắc hẳn bạn cũng sẽ có được kết quả của mình mà mình mong muốn thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, không phải là điểm báo xấu bởi nó thể hiện sự thăng tín trong thời gian này của bạn tuổi thìn khi bạn mệnh biết cách sử dụng sự linh hoạt, sáng tạo của mình để giải quyết những vấn đề đang còn tồn đồng. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, đường tình cảm thuận lợi ngoài ý muốn. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, may mắn cả về tình duyên và con đường công danh. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, nhanh chóng tìm được mục tiêu của mình. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, sự nghiệp tiến triển tốt hơn dự kín. Từ vi tuổi nham thìn thuộc mệnh thủy, nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi giàu tuổi thân Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Tỵ xem tử vi cho thấy bà tuổi Tỵ đang gặp được ngày tỷ thân nhị hợp. Đây là báo hiệu tốt cho chuyện tình cảm của bạn đang đạt được những bước tín rõ rệt. Với bà tuổi Tỵ, bạn cũng cần phải cân nhắc để xem có đồng ý với lời đề nghị tín xa hơn của đối phương hay không. Bên cạnh đó, trong ngày thứ ba này với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cho nên với bà tuổi tỵ cũng đang có điểm báo có nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại là rất lớn. Công việc vốn đang suôn sẻ lại gặp phải đủ thứ rắc rối, bạn cũng đôi phần chán nản khi mà công sức của mình bỏ ra lại không được đền đáp xứng đáng kẻ tiểu nhân có thể sẽ sắp đặt ra những cái bẫy đáng ngờ mà chỉ cần với bạn tuổi tỵ bước chân vào là thòng lọng sẽ thít chặt khó lòng thoát ra được vì vậy với bà tuổi tỵ cần phải cẩn trọng trong công việc ngày hôm nay về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa tiểu nhân quấy phá cuộc sống khó khăn từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ nên cẩn thận trước khi đưa ra quyết định từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc tình cảm không có bất cứ điều gì phải lo lắng. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nên thẳng thắn nói hết mọi điều. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy điểm báo tiểu nhân hàm hại. Về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi sửu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tử ngọ xem tử vi cho thấy bạn tử ngọ đang có được báo hiệu sẽ nhận được sự ủng hộ của chính quan chiếu mệnh nhờ thế mà con đường công danh sự nghiệp của bạn tử ngọ đang tiến triển khá nhanh cơ hội để cho bạn tử ngọ được thăng tín là khá lớn tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tử ngọ lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc với những bất đồng trong quan điểm sống giữa bạn và người ấy càng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Có thể mọi người đều có lý lẽ riêng của mình, nhưng thực sự thì không tìm được tiếng nói chung. Với bạn tuổi ngọ, bạn nên hiểu và thông cảm cho đối phương, đừng có luôn cho rằng mình là người đúng, mọi lúc, mọi nơi, nên nhún nhường hơn để bảo vệ tình cảm lứa đôi, không bị giả nứt. Phải tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim bất đồng ý kiến gây ra sự mâu thuẫn. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy hiểu và thông cảm chia sẻ trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa cơ hội thăng tiến trong công danh đã đến. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ đừng để mình đánh mất thời cơ quan trọng. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc hãy hiểu cho những khó khăn của đối phương. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 3 này: Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi mùi đang có được báo hiệu trong ngày hôm nay có cơ hội tốt để thể hiện mình. Chính ấn chiếu mệnh không những cho bạn có thêm được dụng khí, thêm động lực mà còn tạo ra thời cơ thích hợp để cho bạn tuổi mùi chứ không phải ai khác trở thành người nổi bật trong ngày hôm nay. Có điều trong chuyện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày này lại chẳng được thuận lợi như thế đối với những bạn đang còn độc thân, chưa tìm được người tâm đầu ý hợp với mình nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào để đối phó với những sự thúc ép của những người thân. Với bạn tuổi mùi, có thể bạn sẽ cảm thấy đơn độc trên hành tinh này trong việc tìm kiếm hạnh phúc nhưng đừng có quá lo lắng vì sẽ có người nhìn thấy được vẻ đẹp trong tâm hồn của bạn có thể tiến tới trong chuyện tình cảm nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng của bạn nữa Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, hạnh phúc đến từ những điều đơn giản. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, hãy hiểu cho đối phương để vui cười mỗi ngày. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, cần phải tìm cách để xử lý vấn đề. Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, nên tự tin vào chính bản thân mình. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, hãy buông tay khi tình yêu đã rời xa. Vài đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân á, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho nên sự nghiệp của bạn tuổi thân tiến lên khi bạn biết được mục tiêu của mình ở đâu thế mạnh của mình là gì và quyết chín đấu đến cùng để có được thứ mà mình mong muốn và với bà tuổi thân, xem tử vi trong ngày này cho thấy thần may mắn đang đứng về phía bạn, chẳng những vượng về công danh mà cả tài lộc của bạn cũng được sung túc. Kim khí vượng, việc kiếm tiền của bạn trong lúc này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Với bà tuổi thân, có thể sẽ bất ngờ khi tài lộc ùn ùn kéo về nhà mình. Bạn đừng có dễ dàng từ bỏ bất cứ cơ hội nào mà mình có thể có được. Tiền bạc sẽ giúp cho bạn thấy yên tâm hơn trong những thử thách về sau này về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy cần phải biết mình đang cần gì và muốn gì Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa may mắn nhiều hơn nên đừng có để lỡ mất thời cơ tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ tiền bạc ùn ùn đổ về nhà tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nên hiểu đâu là điều mình đang mong muốn Từ vi tuổi mai nhâm thân thuộc mệnh kim hãy vững tin vào mục tiêu của mình theo đuổi về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phụ trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày của ngũ hành Dậu thân tương hội cho nên bạn sẽ không còn phải lo lắng mọi khi người thân thúc giục về chuyện tình cảm nữa với bạn đã tìm thấy được một nửa của đời mình, tìm thấy được người mà mình nguyện yêu thương suốt cả đời này. Có những cảm xúc chẳng thể nào nói rõ thành lời và với bạn tuổi giàu, mong muốn người ấy có thể hiểu được lòng mình thì bạn cần phải mạnh dạn bày tỏ bằng những hành động. Nếu như bạn không thể dùng lời nói để nói hết, đừng có ngại ngần thể hiện tình yêu của mình với người ấy. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi giàu lại đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh làm cho bạn tiền bạc không giữ được trong tay khi mà bạn chẳng hề tiếc tay mua sắm mọi thứ cho bản thân mình. Bạn tuổi giàu, bạn nên hạn chế một chút, cân nhắc về việc thu nhập của bản thân mình, rồi hãy mua sắm thả ga như vậy về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy tiền bạc không giữ được trong tay tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa cần phải giữ chặt những gì mà mình đang có tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ đừng có ngại ngần bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên cố gắng để nối hết tình cảm của mình tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim có nhiều người đau thể có được hạnh phúc như mình Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ ba ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tử Tuất xem tử vi cho thấy bạn tử Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội nâng đỡ, cho nên bạn đang có được sự tràn đầy may mắn. Với bạn tử Tuất đang sống trong hạnh phúc ngập tràn bên người mình yêu thương, cảm xúc chẳng thể nào chia giấu được. Bạn hài lòng với những gì mà mình đang có ở hiện tại. Ngày này với bạn tử tốt đó, cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh sẽ dẫn đường chỉ lối cho bạn mệnh tìm thấy được những lối thoát ở cuối con đường. Với những khó khăn ở trước mắt chẳng thể ngăn cản được con đường tiến bước của bạn, những thử thách dù gian nan cũng chỉ khiến cho bạn thêm quyết tâm hơn mà thôi. Và bạn tử Tuất cũng cần phải vững tin vào chính bản thân mình. Sau những khó khăn, bạn sẽ thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Biết đau đấy, bạn sẽ học thêm được nhiều kỹ năng ứng xử vấn đề và nhận được nhiều lời khiên ngợi của cấp trên nữa. Về từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa hãy sống hết mình với tình yêu từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ đừng có buông tay khi đang còn cơ hội từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc cần phải sáng tạo và đổi mới chính bản thân mình từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim đừng từ bỏ những điều mình đang theo đuổi từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy hãy cố gắng hết sức tất được đền đáp xứng đáng về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi hợi xem tử vi cho thấy với bà tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này sẽ khiến cho gia đình của bà tuổi hợi đang xuất hiện nhiều vết rạn nứt với bà tuổi hợi không biết phải làm như thế nào để có thể xử lý được những vấn đề bất ngờ phát sinh ngoài ý muốn ngày hôm nay Mặc dù mọi người đều có ý kiến muốn làm hòa nhưng chỉ được ít phút lại đau vào đó. Bất đồng ý kiến là chuyện như cơm bữa, dường như với bà tuổi hợi, không thể nào tìm được tiếng nói chung để cho tất cả mọi người hòa hợp. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi hợi lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, mang tới cho bạn tuổi hợi đang có được tia sáng trong ngày hôm nay khi bạn tuổi hợi cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn tín trị khá chi là tốt thuận lợi hơn bình thường, thu về À, lợi nhuận cũng lớn, tiền bạc được dồi dào. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, tiền bạc được dụng rỉnh, không lo túng thiếu. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, chuyện làm ăn kinh doanh tín trịn tốt. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, cuộc sống gia đình, bọn bè lua toan. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, cần phải nỗ lực để hàn gắn tình cảm. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi, Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.